Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố Bill Gates sẽ không bao giờ được phép đi ra đường nữa. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, sau nhiều thập niên đứng ngoài chính trường, các khoản quyên góp gần đây đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược chính trị của tỷ phú Bill Gates. Tờ New York Times đã dẫn lời ba nguồn thạo tin cho hay các khoản quyên góp trên đều được tiến hành bí mật. Trước đó, ông Bill Gates chưa từng công khai ủng hộ bà Harris. Ông Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố với khán giả của mình rằng Bill Gates đã chuyển 50 triệu đô la tiền đen cho chiến dịch của bà Kamala Harris trong một nỗ lực điên cuồng nhằm tránh bị bắt dưới thời chính quyền Trump có thể có trong tương lai. Ông cũng tiết lộ rằng Bill Gates đã bị truy tố tại Hà Lan vì cáo buộc lừa dối công chúng về vaccine COVID-19 và sẽ sớm phải ra hầu tòa. Bill Gates sẽ không bao giờ được phép đi ra đường nữa. Tôi đã đọc một bài báo trên tờ New York Times rằng Bill Gates vừa quyên góp 50 triệu đô la cho chiến dịch của Kamala Harris. Và bài báo nói rằng đó là khoản quyên góp đầu tiên mà ông ta thực hiện sau 20 năm. Rằng ông ta không tham gia chính trị, rằng ông ta là người lưỡng đảng. Đó là một khoản quyên góp tiền đen tối. Ông ta không có ý định công khai. Ông ta đã chuyển khoản quyên góp thông qua 501C4, một tổ chức được thành lập để che giấu các khoản quyên góp tiền lớn cho chiến dịch của Harris. Khi tờ báo Times hỏi đến, ông ta nói rằng ông ta không quyên góp một đồng nào trong chiến dịch năm 2020 khi Tổng thống Biden chạy đua với Tổng thống Trump. Và ông ta nói rằng chiến dịch lần này không giống với bất kỳ chiến dịch nào khác. Vì vậy, ông ta cảm thấy cần phải làm điều này. Bây giờ, mọi người có nghĩ rằng Bill Gates đã quyên góp vì động cơ yêu nước hay không? Mọi người có nghĩ ông ta quyên góp vì lý do nhân đạo hay không? Mọi người có nghĩ ông ta quyên góp vì ông ta muốn sức khỏe cho toàn cầu hay không? Hay là ông ta muốn làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại? À, còn một điều khác nữa. Một bài báo khác nói về Bill Gates. Mới ra ngày hôm nay nói rằng ông ta vừa bị truy tố. Ông ta bị truy tố ở Hà Lan vì lừa dối công chúng về vaccine ngừa COVID-19. Và ông ta sẽ phải hầu tòa. Mọi người có nghĩ rằng ông ta muốn hầu tòa ở đây, ngay tại Hoa Kỳ này không? Mọi người có nghĩ đó có thể là một trong những lý do khiến ông ta vừa đưa 50 triệu đô la cho bà Kamala Harris hay không? Một tài khoản X cũng công khai đăng thông tin rằng 7 nguyên đơn bị tổn thương do vaccine cáo buộc rằng Bill Gates và những người khác đã dụ dỗ mọi người tiêm vaccine COVID-19, trong khi những người đó biết hoặc đáng lẽ phải biết rằng những mũi tiêm này không an toàn và không hiệu quả. Vụ kiện cũng nhắm vào cựu thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, tổng giám đốc điều hành Pfizer Albert Bullard và các thành viên chủ chốt trong nhóm ứng phó COVID của chính phủ Hà Lan. Quả bom phát nổ khi Bill Gates cố gắng trốn tránh vụ kiện bằng cách lập luận rằng với tư cách là công dân Hoa Kỳ, ông ta không cần phải chịu các thủ tục tố tụng pháp lý của Hà Lan. Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng do Bill Gates có mối quan hệ chặt chẽ với các bị cáo khác thuộc thẩm quyền của Hà Lan, vậy nên ông ta có thể phải ra tòa tại Hà Lan. Bây giờ, Bill Gates và nhóm pháp lý của ông ta phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng này tại tòa, với phiên điều trần mới được ấn định là vào ngày 27 tháng 11 năm 2024. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại trong một đoạn video ngắn rằng Bill Gates đã lập luận để lừa dối cả thế giới như thế nào. Phát minh cấp bách nhất trên thế giới hiện nay là vaccine.
giúp bạn phòng tránh bị nhiễm COVID-19. Vaccine giúp hệ thống miễn dịch của bạn hiểu về tác nhân gây bệnh. Đây là virus corona và hình dạng bên ngoài của nó được gọi là protein gai. Nó bám vào các tế bào trong cơ thể bạn có thụ thể đặc biệt và khiến tế bào đó tạo ra hàng tỷ bản sao của loại virus này. Khi lần đầu tiên bạn tiếp xúc với loại virus này, hệ thống miễn dịch của bạn phải mất rất nhiều ngày mới nhận ra rằng đó là một thứ có hại. Vậy làm thế nào để hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động nhanh hơn? Vâng, ý tưởng của vaccine là cho phép bạn tiếp xúc với thứ gì đó trông giống như thế này. Theo đó, bạn sẽ khiến cơ thể tạo ra nhiều kháng thể có thể nhận diện được những loại virus này và tiêu diệt chúng một cách chính xác. Có hơn 100 cách khác nhau để tạo ra những loại vaccine virus corona. Vậy bạn tạo ra vaccine như thế nào? Thông thường, bạn sẽ tiêm vào ít nhất một phần hình dạng của con virus. Đôi khi bạn tiêm toàn bộ con virus, nhưng nó đã được làm yếu đi để không nhân lên quá nhiều. Đôi khi cơ thể bạn nhận diện được virus và tiêu diệt nó, bạn sẽ không bị bệnh vì chúng không nhân đôi. Những gì thường được thực hiện là bạn chỉ lấy một phần của con virus, hoặc chỉ là phần gai, thứ trên bề mặt, và bạn đưa vào thứ gì đó khác. Vì vậy, không có rủi ro gây bệnh nào cả. Còn cách cuối cùng tân tiến hơn và đầy hứa hẹn được gọi là vaccine RNA. Với RNA và DNA, thay vì đưa hình dạng đó vào, bạn đưa vào cơ thể một mã hướng dẫn để tạo ra hình dạng đó. Vì vậy, tổ chức quỹ của Gates cùng với số lượng lớn các đối tác đang xem xét những cách khác nhau này. Chúng tôi chưa bao giờ tạo ra một loại vaccine mới trong vòng chưa đầy 5 năm, nhưng điều này rất cấp bách và đòi hỏi một sự hợp tác đáng kinh ngạc. Nó phải đến được với 7 tỷ người. Tôi lạc quan rằng những nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp cung cấp đủ vaccine cho chúng ta trong 18 tháng tới. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nó được sản xuất với số lượng lớn và mọi người trên thế giới đều có thể tiếp cận được. Đó là cách chúng ta sẽ chấm dứt đại dịch này. Vâng, có chấm dứt được đại dịch hay không thì không rõ, nhưng sau khi tiêm vaccine thì rất nhiều người cảm thấy bất ổn, nhân chứng sống có ở khắp nơi trên thế giới. Quý khán thính giả có thể để lại bình luận về trải nghiệm sau khi tiêm vaccine của mình bên dưới để mọi người cùng tham khảo. Chưa hết, các nguồn tin còn cho biết trong những lần trao đổi riêng tư với nhóm tỷ phú, trong đó có cựu thị trưởng New York Mike Bloomberg, Bill Gates đã bày tỏ lo ngại về viễn cảnh cựu Tổng thống Trump tái đắc cử. Khi được đề nghị bình luận về thông tin trên, Bill Gates không phủ nhận cũng không bác bỏ. Bill Gates nói thêm, ông từng làm việc với nhiều lãnh đạo chính trị, nhưng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay rất khác biệt. Giới quan sát đánh giá, nhận xét này của Bill Gates thể hiện ra sự thay đổi đáng kể trong chiến lược chính trị của ông sau nhiều thập kỷ đứng ngoài chính trường. Future Forward cũng từ chối bình luận. Tổ chức này không tiết lộ danh tính của các nhà tài trợ. Phát ngôn viên của cựu thị trưởng New York, ông Bloomberg, người dự kiến đóng khoản quyên góp tương tự như ông Bill Gates, cũng từ chối bình luận. Thống kê của Forbes cho thấy 81 tỷ phú đã ủng hộ bà Harris, trong khi số ủng hộ ông Trump chỉ là khoảng 50. Hơn 10 tỷ phú vào tháng trước đã soạn thảo thư để thể hiện sự ủng hộ đối với bà Kamala Harris. Họ cho hay họ tin rằng ứng cử viên của đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách công bằng, dễ dự đoán, hỗ trợ pháp trị, ổn định và môi trường kinh doanh thuận lợi. Trong khi đó, người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, đã công khai ủng hộ cựu Tổng thống Trump và quyên góp 75 triệu đô la Mỹ để hậu thuẫn cho Trump. Ông từng tuyên bố sẽ tất tay cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm nay. Elon Musk cho hay, các tỷ phú đứng phía sau chống lưng cho bà Kamala Harris đang rất lo lắng Trump tái đắc cử, bởi vì một khi ông Trump đắc cử, thì danh sách khách hàng của tỷ phú ấu dâm Epstein rất có khả năng sẽ bị công khai. Nếu ai chưa biết về thông tin này, mọi người có thể xem lại video Elon Musk đánh lừa truyền thông dòng chính như thế nào của tác giả Thiên Bảo trên kênh Tinh Hoa TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích nội dung của tác giả Thiên Bảo cũng như kênh Tinh Hoa TV, thì xin hãy tặng cho kênh một trái tim ở phần bình luận nhằm để đột phá giới hạn xem của YouTube mọi người nhé.